Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận chung kết bóng chuyền hơi nam nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của xóm Tân Sơn 8 và đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của xóm Hòa Bình trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do câu lạc bộ bóng chuyền hơi xóm Tân Sơn 8 mở rộng. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Tân Sơn 8 phía gần màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Hòa Bình phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Điểm 2-0 cho Hòa Bình. Điểm cho Hòa Bình 3-0. Chứ cho 5-0 xong đánh được. Điểm cho Tân Sơn 1-3. Thể thao cứ vô tư đi nhá, không phải để chỉ nhà đâu. Hòa Bình nhanh cố gắng lên. Đúng rồi, cứ tập trung đưa cho Cường. 2-3. Điểm cho Tân Sơn 2-3. Điểm cho Tân Sơn 3-0. Ngoài. Bóng ngoài. Điểm cho Tân Sơn 4-3. Chắn là sai. Rồi, thế này đúng rồi. Thì ba người ở trên được chắn rồi. Phân tích là đúng rồi. Giang không được chắn vào đấy. Điểm cho Hòa Bình 4-5. Điểm cho Tân Sơn 6-4. Lấy quả khác. Điểm 7-4. Muỗm cũng đánh, có người có ta. Đấy là nó muỗm đấy. Điểm cho Hòa Bình 5-7. Thôi. Treo luôn lên. Điểm cho Hòa Bình 6-7. Hai đội công rất mạnh. Điểm cho Tân Sơn 8-6. Gió ra. Điểm 9-6. Con. Ôi trời ơi. Cứu lên thì chỉ cần bóng lên thôi, cứu. Điểm 8-9 cho Hòa Bình. Ôi
Đi vào. Biểu cho Hòa Bình 11-9. Cắm bóng tốt, biểu cho Hòa Bình 12-9. Tập tâm đấy mà. Càng cứt thì cái quả đấy nữa. Có biết lót chắn đâu ạ. Thả bóng tôi tự do. Điểm cho Hòa Bình 13-9. Dừng dừng bóng. Đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Hòa Bình 14-9. Bóng vào sân, điểm cho Hòa Bình 15-9. Điểm cho Hòa Tân Sơn 15. Điểm cho Tân Sơn 11-15. Thả bóng rơi tự do, điểm cho Hòa Bình 16-11. Trọng tài bắt lỗi vị trí của Tân Sơn, điểm cho Hòa Bình 17-11. Tắt bóng ra ngoài, điểm cho Tân Sơn 12-17. Đập bóng tốt, điểm cho Hòa Bình 18-12. Điểm cho Hòa Bình 19-12. Ngoài bóng vào sân. Điểm cho Tân Sơn 13-19. Cao bóng đẹp quá, đội trưởng. Điểm cho Hòa Bình 20-13. Rõ ràng chờ được thời gian lâu thật đấy. Chờ lâu như thế mà không. Điểm cho Tân Sơn 14-20. Nhìn ngon như thế mà được. Đội chủ nhà cố lên. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Tân Sơn 15-20. Chắn bóng lần lưới, điểm cho Hòa Bình 21-20.
15. Xét thứ hai trận chung kết giữa Tân Sơn 8 và Hòa Bình. Mặt lưới là được. Miệng lưới. Tân Sơn 8 xét bóng trước. Đấy là thế đội Hòa Bình xếp bóng trước. Như thế nó không không xem nó trận đấu bắt đầu. Hòa Bình xếp bóng. Điểm cho Tân Sơn 8 1-0. 1-0 nghiêng vào đội chủ nhà. Đọc bóng tốt. Điểm cho Hòa Bình 1-0. Đây đổi qua này thì lấy được. Hòa Bình cho bóng. Bật bóng tốt, điểm cho Tân Sơn 2-1. Phía nhìn thấy Tuấn chưa? Đấy. Đâu bóng ra ngoài, điểm cho Hòa Bình 2-0. Chắn bóng không qua lưới, điểm cho Hòa Bình 3-2. Chủ nhà cố lên để chắc ba. Đấy mới gọi là không qua lưới. Ai chắn bóng không qua lưới? Đây gọi là đập bóng không qua lưới. Ô, chắn bóng không qua lưới. Nhảy chéo tay. Chắn bóng không qua lưới nó mới buồn cười chứ. Đây còn người ta hô đập bóng không qua lưới đây hô chắn bóng không qua lưới. 4-3 nghiêng về Hòa Bình. 5-3. Bình luận viên cười vãi. Thịt rồi. Chạm tay. Chạm tay chắn ra ngoài, điểm cho Tân Sơn 4-5. Đập bóng tốt, điểm cho Hòa Bình 6-4. Khổ. Đấy bóng tốt, điểm cho Tân Sơn 5-6. Chơi lừa đồng đội quả ác. Quả đây là quả lừa đồng đội. Lừa đồng đội quả ác quá. Đập bóng tốt, điểm cho Hòa Bình 7-5. Quả đấy mà bỏ nó ra ngoài. Chết bóng tốt, điểm cho Hòa Bình 8-5. Hai quả ở ngoài nhường nó đỡ hộ. Tân Sơn bình tĩnh. Chắc lâu không được đánh thèm bóng. Đội trưởng Dũng cực tào cứ đánh tiếp. Thôi ra khỏi sân này vào đánh tiếp đi. Tiếp tục xét đấu thứ hai. Sân chỗ này xét bên này ngắn. Ôi trời ơi. Đây.
Đặt bóng không qua lưới, đến với Tân Sơn 6-9. Tân Sơn cố lên, kém 3 quả nữa thì còn được. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Hòa Bình 16. Đập bóng ra ngoài, điểm cho Hòa Bình 11-6. Đánh bóng không qua lưới, điểm cho Hòa Bình 12-6. Đánh bóng ra ngoài, để cho Tân Sơn 7-12. Đánh bóng tốt, đẹp cho Hòa Bình 13-7. Bóng ra ngoài, điểm cho Tân Sơn 8-13. Đánh bóng qua lưới, điểm cho Tân Sơn 9-13. Em có về trên nhà, bà ngoại về, bà nội cũng về. Chắn bóng hỏng, đẹp cho Hòa Bình 14-9. Đập bóng tốt, đẹp cho Tân Sơn 10-14. Đánh bóng qua lưới, điểm cho Hòa Bình 15-10. Đánh bóng qua lưới, điểm cho Tân Sơn 11-15. Thả bóng rơi tự do, để với Tân Sơn 12-15. Bóng vào sân, để với Tân Sơn 13-15. Đào bóng ngoài sân, điểm cho Hòa Bình 16-13. Đập bóng tốt, điểm cho Hòa Bình 17-13. Cái này của chị Quang. Thank you.
quan. Lọt à? Cái không qua lưới mà. Cắn bóng lọt lưới, đéo cho hòa bình. 18-13. Mình nghĩ quả đấy là nó không qua. Đập bóng không qua lưới, đéo cho hòa bình. 19-13. Con Sơn cố lên để đánh cho ba. Có chỉ vào tay được. Mạnh quá. Điểm cho Hòa Bình 20 đúng không ạ? Chuyển đều khó thế, bố hỏi đánh hả? Xếp thứ hai là Hòa Bình thắng Tân Sơn 21-13. Và chung cuộc là Hòa Bình được giải nhất.